Anh em nào muốn làm giàu lên ngay còn cái nịt.me, hệ thống chặn lẻ Momo tự động 24/7, nhiều mini game trả thưởng cực cao, đường link mình ghim dưới phần mô tả nha. Hello anh em, chào anh em quay trở lại kênh của mình nha. Thì hôm nay là chiều ngày thứ tư. Video này là video của chiều ngày thứ tư của cái event là Uchiha Shisui anh em này. Thì còn có chừng 3 ngày nữa thôi thì sẽ kết thúc sự kiện rồi. Thì hiện giờ thì mình đang lên được E3 cho con Shisui anh em ơi. Thì cũng đang trong cái quá trình test sức mạnh của em nó. Và cũng như là có một cái sự giao thoa giữa mà cái sự thay đổi đội hình của mình đó anh em. Đấy, thì bây giờ đang phân vân không biết là cho Shisui vào đội hình và thay con gì ra anh em. Đấy, cái đó là thôi để thời gian quyết định đi. Test dần anh em. Con nào bá thì bỏ vào thôi anh em. Nhưng mà hiện giờ thì con nào nó cũng mạnh cả, nên là phải tìm được một cái đội hình là tối ưu nhất anh em. Đó, để mà chơi. Đấy, rồi sắp lên được E4 của mấy con tướng nữa anh em. Sắp lên được E4 nữa. Để coi coi, nhận được một quét. Ôi chà, 8 tiếng nửa cây. Đâu rồi. Ơ chá, 38.9 luôn rồi nè. Giờ vượt ải 143. Tối nay sẽ lên anh em. Tối nay hoặc là ngày mai là sẽ lên được level 143. Rồi ngày mai là lên được E4 rồi quay cho anh em coi nha. Rồi ok anh em, bây giờ là hồi sáng thì mình chưa có nạp càng. Chưa có nạp mấy cái gói, bây giờ nạp anh em. Thì vẫn là nạp cái gói vali thần bí anh em. Gói này là gói hiện giờ đang tối ưu nhất rồi. Hồi nãy mình nạp một cái rồi ha, bây giờ mình nạp thêm một cái nữa đi. Vali thần bí đây, ok. Rồi sau đó qua bên tặng quà 8 tháng 3 là tặng mấy bạn nữ rồi cái thứ anh em nhờ. Nói tặng mấy bạn nữ cái thứ vậy thôi chứ thật ra để tôi lấy quà đó mấy ông ơi. Ok, dứt. Ba gói rồi nha anh em. Rồi ngày hôm qua nạp, ngày hôm nay cũng nạp để mình thêm lượt thử coi coi là bao nhiêu rồi ta. Đủ rồi nha anh em. Nạp xong rồi đó, bây giờ qua đây nhận lượt. Cũng khá ít anh em, qua giờ nạp cũng không có nhiều. 30 lượt anh em. 30 lượt, thêm 3 lượt ngày hôm nay nữa. Ngày hôm qua quên lái xe anh em, vải đạn thật làm mất hết 3 lượt của tôi. Ok. Đang có 34 cái bông hoa. Hoa hồng đỏ. 30 nhát anh em. Trời, nhớ hồi đó mà gần cái 100 nhát luôn mà. Ui trời ơi. Mấy lần gần đây nạp tiền hơi ít tí anh em. Ok. Ít 10. Mỗi lần 30 nha anh em. Mỗi lần 30 nhát vậy đó. Rồi, tính ra từ hôm qua đến giờ là không được cái sao đỏ nào luôn ta. Thường nè. Hoa 20 hoa hồng đỏ nè. 5 giấy thách đấu nè, hết luôn luôn rồi. Để mình coi coi là để mình đổi quà nè. Để mình coi coi là ha, được 100 ngàn rồi nè anh em. Chào, chung tay là được 152.000 rồi anh em. Chuẩn bị nhận được cái móc quà này. Đó, đáng cố gắng hết event. Nhưng mà đợt này event mình nghĩ là chắc tới tới 200-300 ngàn hết cốt rồi nè. Cái đà này không biết như thế nào nữa. Tặng quà lượt, tặng quà 100 là mình mới có tặng là được 61 lần rồi nè. Rồi, chua nha. Bạn xếp hạng, không biết là xếp hạng của tôi bao nhiêu. Số lượt 61, xếp hạng 50 cộng. Xếp hạng 50 cộng anh em. Ui, tính ra 50 cộng cũng cao chứ bộ giỡn đâu anh em. À, xong lượt anh em, bây giờ vào lấy quà nạp đi ở trong game nè. Rồi quà nạp đợt này á, thì nạp 3 nhát giống như mọi ngày nè. Được 18 cái vali nè. Rồi 60 cuộn chùa đặc biệt. Lại một ít mảnh bùa. 3.000 mảnh bùa với lại 1.500 rio nè. Để chủ yếu là lấy vali được các thứ. Để mình coi coi vali đợt này thì quà nạp mỗi ngày chưa lấy nè. Vali đã lên được 28 rồi. Kiếm thêm một ít nữa để đổi thì em cho Zoro anh em nhỉ. Anzo, Itachi, Conan nữa nè. Conan thì hiện giờ mình cũng khá là dư rồi. Đó, thiếu bây giờ dư rồi nè. Bây giờ lấy một bé cho Zoro cũng được. Giờ làm mới để đó nè. Kisame gì mà quá trời trời. Đây. Ở trong này thì được 3 tướng ngon, 4 con tướng ngon anh em. Kisame, Conan, Hanzo và Chozuro. Chozuro khá là ok anh em. Hiện giờ đam em lấy khá là hổn.
có cả CC cứng nữa nè, choáng hai lượt. Đó, có tỷ lệ choáng hai lượt 4 con khá là bá nè. Rồi để coi coi. Là hôm nay làm 200 nhét cụ trên một cấp cấp đi anh em nha. Bên đặc biệt thì mình hồi trưa mình cũng đã chiêu xong hết rồi nè, 4 trên 4 luôn rồi. Bây giờ đợi sự kiện tuần sau thì chiêu tiếp nha anh em, bây giờ chiêu rất là lỗ luôn á. Với lại mình cũng đủ xì xui lên E4 luôn rồi, E3 chứ, E4 luôn chứ nè, đủ xì xui lên E4 rồi. Nên cũng không có cần thiết cho lắm. Ây cha, mình hôm qua là mình dứt 60 lượt rồi nè anh em. Bây giờ dứt 104 lượt đi anh em, để cho xong cái vòng này luôn đi. 140 lượt ha. Rồi sẵn đó lấy thêm một ít phút nữa để lên E4 cho mấy con tướng. Đấy, một bé ít ha. Cứ S nhiều vô, ở bên này thì mình lấy S thôi nè, không có cần nó cho S đâu. Cho S mà cho mấy con SS food không thì cũng như không. Đấy, chủ yếu là lấy thêm event nữa, qua mấy cái móc event đó nè. Ok, thiệt luôn. Cho mấy con S thôi chứ không có lấy tướng 4 sao đâu nha, đâu mà nhiều dữ vậy. Thôi thôi. Ủa ghê chưa, nãy giờ không được ba con S lúc đầu, bây giờ toàn là tức cùi không, chết tôi rồi. Đây Kabuto được Yabuya nè. Đấy, hai con SS ở hai con tướng S rồi. Ngày mai là sẽ lên được E4 nên bây giờ phải chuẩn bị các cái nguyên liệu cũng như là mấy cái con food đó nè. Đủ lên một con rồi, bây giờ là kiếm thêm để mà lên con thứ hai. Đấy, ngày mai không biết có nên lên Kakuju hay là lên thẳng Shisui luôn anh em nha. Mà hiện giờ con Shisui đang bị con Conan Counter quá anh em, vào nó tán cho một cái trừ hết 50 nộ. Em nó chỉ đánh thường được thôi, không chơi nộ được bực mình. Lẽ bây giờ nạp lấy luôn cái bảo vật là tăng nộ anh em nha. Si Yugo đó, phải như vậy. 100 nhét rồi anh em, nãy giờ như là 100 nhét rồi, còn 40 nhét nữa cho nó xong luôn cái vòng này luôn đi ha. Yamato. Ok. Achà, đầy luôn rồi. Đấy, ổn ổn nha, để coi coi bao nhiêu nhét rồi, hình như là 110. 30 nhét nữa nè, 30 nhét nữa. Vào luyện ninja. Ở trong này luyện ninja khá là đã anh em. Phút nhỏ nhỏ khá là nhiều nên là anh em tranh thủ bung thêm mấy cái con tướng ở trong cái rương của anh em nữa. Tướng ở bên mê cung á, bung thêm để chiêu mấy con tướng 5 sao nè, mấy con này tương đương với một con tướng S nha nè. Đấy, huyết tế bớt đây. Bên này bây giờ khá là... Ui trời ơi, thổ nè. Chiếm chỗ quá, chiếm chỗ quá. Lôi nè. Chừa lại một ít anh em, chừa lại một ít để mà chúng ta còn đi luyện tính da nữa chứ. Cần kiệm anh em, cần kiệm một tí. Ok, dứt tiếp nha, 40 nhát nữa đúng không? 3 hay 40 ta? 30 nhát à? Làm cho nó xong luôn cho rồi. Tính ra nãy giờ chưa được con SS nào luôn á. C cho tướng S là được rồi, không cần SS đâu. Nhưng mà cho SS là phải cho xịn nha, cho con cùi thì cũng chứ không mà anh em. Ok, không được SS nào thiệt luôn. Ok, phát cuối nè. Ôi trời ơi, Danzo mới nói, mới vừa nói không được con SS nào, quay ra y chang luôn. Nhưng mà con Danzo thì cùi quá. Asuma lấy thêm 1000 điểm nữa anh em. Đó, khỏe rồi. Đây, hai móc 120 điểm và 200 điểm. Rồi, ok. Mảnh đại ninja với lại con S nè nè. Ổn rồi đó. Vào ơi, có cái gì để mở? Mấy con này để chắc ngày mai. Ê, ngày mai cũng như không, bây giờ mở luôn đi. Utakata. Asuma tiếp. Rồi. Cái đại ninja 15% này nó ảnh hưởng tới cái con tướng anh em mới vừa nhận nha. Mình bữa giờ là mình thấy nó như vậy đó nè, nó bị ảnh hưởng đó. Rồi còn cái cách để mà mình chiêu mộ thêm mấy con tướng 5 sao đó là đây, xài quy một vàng mảnh tướng 4 sao nè anh em. Khi mà sau khi mà chúng ta chiêu mộ đại ninja xong á, thì cái mảnh tướng đó ở đâu, thì cái mảnh tướng đó nó nằm ở trong cái phần mê cung nha anh em. Đây, mỗi ngày nó cho anh em quét đồ các thứ, khá là ok đó nè. Này cũng 14 rồi. Đây.
hy vọng là sẽ win. Hiện giờ đang có nhân 2 anh em, nếu anh em win thì phần quà của chúng ta nó cũng nhân 2 á. Ui ôi, một tán. Anh không lại thiệt anh em. Ôi, con gà ra nó tán đầu quá, chịu không nổi. Đó, nên quà nhân 2 nên tranh thủ ông nào chưa đi thì lia hết nha anh em. Gom tướng lia một lần luôn. Mình coi coi, dạng tướng 5 sao đây cũng nhiều lắm nè. Đội viên 4 sao xài hết luôn nha anh em. Út xà. Một đuôi. 8 con âm dương nữa nè. Đấy. Rồi vào trong đây luyện da anh em. Bây giờ là hơi bị nhiều phút á. Một con nè. Đó, tích tiểu thành đại mà anh em, đừng có xem thường. Đừng có xem thường cái đám ở trong mê cung nha. Chúng ta tích lại là cũng kha khá đó. Yamato Ambu. Alright, ok, khá là ổn rồi. Còn một đống tướng S ở trong này. Đống tướng S ở trong này chắc sẽ xài luôn đi nè. Xài luôn để mà làm food luôn. Âm dương thì để đó nè. Trời ơi, 1000 mảnh S ngẫu nhiên luôn á hả. Hay cha, để mình coi coi được. Còn một nhiêu slot bung lụa luôn anh em. Ừ, còn khá là nhiều. Bung lụa luôn để mà tích food ra nè. 1000 mảnh là được bao nhiêu con? 20 con hử? Ôi, ôi, quá trời. 1000 mảnh được 20 con anh em. Đây nữa nè. Đó, đây nữa nè. Mở hết đi anh em, bữa giờ tích chả biết để làm gì. Mở hết luôn đi. Để làm food luôn một lần luôn. Hiện giờ thì lên là E4 rồi nên là khá là chua rồi chắc. Cái này để khi nào mà ra tướng âm dương xịn anh em mình sẽ mở cho anh em coi. Cái này chưa cần nó chưa có mở nha anh em, chưa cần nó chưa mở. À, ok nha, kể cả cái này nữa nè. Cái này hình như là được bao nhiêu con ta? 20 con tiếp anh em, 20 con. À, ok. Vòng quay bữa giờ cũng lén anh em để mà quay luôn á nè. Lén anh em để mà quay. Đợt này cái vòng quay nó tăng nha anh em. Nó tăng lên chắc cỡ chừng 375 hay 400 gì đó. Đó, ngày mai thì level 143. Thì sau khi mà mình lia, không biết nó có lia được cái map 38.10 không. Đúng 38.10. Không biết có lia được map 38.10 hay không á. Thì nếu mà lia xong xuôi á. Đó, nếu mà 38.10 lia xong 38.10 á. Thì chúng ta sẽ mở được cái phần linh thú à. Ở trong này á thì cái phần này nè anh em. Tăng khá là nhiều lực chiến anh em. Đó, 60 luôn. Tăng khá là nhiều lực chiến. Nên là khi mà có cái phần này thì chúng ta là tăng lực chiến khá là nhiều anh em. Ok nha. Mình coi coi ở trong cái đây phần thần thụ. À, thần thụ đơn reset rồi nè. Mình coi coi. Cho anh em coi con Six Lui. À, đánh thần thụ như thế nào nha anh em. Đó, đánh thường gì đâu mà kỳ cục. Đánh thường 15% máu nó khá bé anh em, khá bé. Khi mà đi BK dễ bị con Conan đánh quá anh em. Dễ bị Conan đánh quá. Đấy. Ui. Không thấy chí mạng ta. Đánh ôn mục tiêu cho anh em. Là có cháy rồi là các thứ nữa kìa. Trời ơi, choáng năm. Phê thật sự. Đang tầng 730 nè. Đó, 731 nè. Trời ơi, quà nhìn phê lòi. Bên này đá tím đồ đầy anh em. Ảo thuật dính được con phu với lại con nhị vĩ kìa. Tụi nó đánh vậy thôi chứ thực ra nó đánh đồng đội không à anh em. Nãy quên coi đam anh em nhờ. Tí ra coi đam thử coi đứa nào đam cao. Đam cao nhất. Đánh nãy bên này thì đứa nào cũng được chơi nổ anh em, nên là chúng ta so sánh đam được. Nhưng mà mình nghĩ cho Zoro đam to anh em. Cho Zoro đam đang khá là hỗn đấy. Ui ôi. Dị vị nó xoáy cho một cái hơn nửa cái máu luôn. Quái cái bét. Mày giỡn mặt, mày giỡn mặt. Ok. Rồi coi đam nha. Cho Zoro đam vẫn to nhất anh em.
47 triệu. Úi chà, Xui Xui đang còn to hơn cả Cao Du nữa anh em. 38 triệu nè anh em. Xui Xui đang cũng khá là ok rồi đó anh em. Đấy, em nó phát huy được sức mạnh khi em nó nộ được giống như Itachi, nhưng mà cái nộ của con Xui Xui nó thấm hơn anh em. Nó có cả thiêu đốt nữa, nên là rất là thích hợp đi với lại team thiêu đốt là có cả Cao Du được các thứ, Cao Du, Hanzo được các thứ anh em, rất là thích hợp để đi chung. Quỷ Utagata đánh đâu dữ vậy? Dở mà nè, trời ơi, nổ động đất luôn nè. Mỗi lần con Xui Xui nổ cái là động đất luôn em. Chán được hai con ở đằng sau. Conan gãy rồi. Xui Xui vẫn sống nha anh em. Ui ôi, thua pha này quá ta. Ừ, Cao Du vẫn là chân ái nha anh em. Cao Du vẫn là chân ái bởi vì em nó đi đánh khá là ok, đi ải leo thực thụ khá là ok. Phải có một em đó. Nhiều ông mà là thấy em Xui Xui ra mắt á. Rồi hồi chiều mình có coi một cái video của ông nào không nhớ tên nữa. Ông cho con trời đánh với lại đám Asuma với lại Đệ Tam nè. Ông đổi con Cao Du bằng ông đổi ra con Cao Du E3 nè. Ông đổi ra con Xui Xui E3 là 12 con foot á. Oh my god. Rồi ông bỏ con Cao Du thiệt luôn anh em ơi. Không biết bây giờ ông hối hận chưa nữa anh em. Nếu mà được thì chúng ta chơi thêm chứ đừng có bỏ. Con Cao Du là một con tướng mạnh mà. Má ơi Asuma nó ừ choáng 4. Trời ơi, đóng băng gì mà dữ vậy? Asuma với lại Đệ Tam nữa anh em. Biết khi nào mới biết khi nào mới win được cái tầng này đây. Nó hồi máu hơi bị kín. Ồ, hồi sinh rồi kìa. Rồi xong, rụng nụ. Quát Xui Xui đi BK cho anh em coi. Đi thần thụ được các thứ cho anh em coi. Thử coi kìa, em nó leo có ok hay không. Tôi đang trắng cây máu nè, trắng cây máu. Trời, tụi nó hồi máu kinh quá. Nó hồi máu kinh quá anh em. Ừ ha. Rút độc đó, ui ôi. Anh em thấy cái đam tụi nó bị rút không anh em? Má ơi luôn á. Nó dồn đam độc, trời ơi. Wow. Anh em thấy độc của con Xui Xui chưa? Ôi mẹ ơi, 207 triệu. Oh my god, 207 triệu nha anh em. Bởi vì anh em biết sao không? Cái độc của con Xui Xui á thì nó là thiêu đốt đó, mà thiêu đốt là trong 5 lượt anh em, 5 lượt Cao Du là chỉ có là 180 thôi. Ôi ôi, 180 triệu, 88 triệu thôi. Xui Xui nè anh em, có đam nè. Đây, một sở thị cho anh em coi luôn anh em, 207 triệu. Kinh dị thật. Rồi, để mình đổi một chút cái đổi một chút cái thể thuật cho con Xui Xui coi. Thể thuật đây là vẫn giảm sát thương chảy máu và cũng như là công mát công cho em nó luôn anh em. Mát công cho em, nếu mà đi BK thì chúng ta ưu tiên tốc độ hơn anh em. Ưu tiên tốc độ hơn. Ok, chào em nha. Trời ơi, đệ nhất luôn thử. Tán thêm một cái thần thụ nữa cho anh em coi đam lại nè. Trời ơi, không ngoài dự đoán của mình anh em. Đám 4 của Asuma với lại 2 ngày Đệ Tam. Ừ, ảo thuật được chúng ngày Đệ Tam đầu tiên đỡ bị dính nộ anh em. Đó, phê phê phê. Này muốn qua thì chắc phải đây nè. Đó, thiêu đốt một đợt. Ui. Đây, Cao Du thiêu đốt nữa. Hanzo chơi phát thiêu đốt nữa là đẹp. Đó, anh em coi. 3 hiệu ứng thiêu đốt ở trong một con tướng anh em. Trời ơi, choáng 5. Pha này mà không win nữa thì thôi, hơi uổng đó nha. Gãy một Asuma rồi. Asuma bị choáng là... Ôi ơi, Asuma bị choáng là không có chơi hồi máu được nha anh em. Hết rồi, để ta bên kia nó chơi nổ. Ừ, gãy ngay Cao Du luôn. Ây cha đầu. Đúng rồi.
Đúng rồi bạn ơi, choáng 4 cho Zoro. Rồi bạn kết hợp với lại Shisui. Rồi đi hải kinh dị anh em. Rút đọc cái nè. Đó, tuyệt vời Win. Lần này Win rồi anh em. Rồi coi đam nha anh em, coi đam lại một lần nữa. Rồi Shisui chơi nổ khác nữa nè. Rồi, ui, pha đó 15 triệu hả ta. Wow. Coi đam nha, đừng hết hồn nha anh em. Ui ui, đam bé hơn hồi nãy nè. Hanzo 134 triệu. Shisui nếu mà được đánh nữa thì nó rút độc còn ghê hơn nữa anh em. Rút máu á. Kakuju bé hơn hồi nãy anh em, chết sớm. Đó, xong rồi tới Chozuru. Chozuru thì không rút độc, hoàn toàn đánh tay anh em, mà vẫn là bá rồi. Ôi mẹ ơi, Kin Utakata nè. Làm thêm nốt trận này rồi chúng ta liên đi anh em nha. Thôi liên luôn đi. Ủa cha, thua. Đánh xấu Utakata thua ta. Uầy, đánh thử coi nó thua như thế nào nha anh em. Cho anh em coi luôn nó thua như thế nào. Con Utakata này bắt buộc phải choáng nhiều anh em. Choáng nhiều vô đầu tụi nó may ra. Tụi đánh hàng sau đau quá. Ê cha, ê cha. Ôi trời, chết tôi rồi. Bán Shisui gãy gọng luôn rồi anh em ơi. Chưa kịp chơi nộ tụi nó nữa mà tụi nó toán veo mỏ. Trận này win rồi, choáng quá trời rồi anh em. Cho Zoro leo, cho Zoro kết hợp với lại Shisui anh em. Leo thực thụ quá đã. Ui ui, 737 rồi. Lúc mà mình bỏ qua thì lại lại thua. Lúc mà mình đánh thì là lại win anh em. Khổ chưa. 6 của Hanzo nè anh em, rút đập hơi bị kinh. Trận này thua chắc rồi. Có Hanzo đầu tiên bị trúng ảo thuật rồi. Đỡ dính một cái nọ. Cái con Hanzo bên kia nó đánh là nó tự nếu mà nó chí mạng anh em. Nếu mà nó đánh đồng đội nó chí mạng thì đồng đội của nó sẽ cũng sẽ bị dính cái độc nha anh em, cũng sẽ bị dính cái độc luôn. Đó, con Hanzo của mình chưa đánh mà anh em. Đúng không ta, hồi nãy Hanzo mà nó đánh chưa ta? Nhìn chưa kỹ nè. Mà con Hanzo bên kia rút độc ghê quá. Ôi ui ôi, thấy chưa? Chịu không nổi xấu Hanzo đâu. 40 triệu. Rồi thôi anh em, ngưng tại đây nha. Đánh không lại rồi đó, nhìn là biết rồi anh em. Rồi các anh em thì đó là video ngày hôm nay hơn. Ngày mai có những gì hay ho mới thì mình sẽ quay tiếp cho anh em coi. Em thấy hay cho một like, share, dõi kênh em. Và có nhận xét gì về con Shisui thì hãy để lại comment ở dưới. Rồi ok, cảm ơn nhiều nha.